một số quý vị nói rằng là tôi không giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung. Nói sai rồi, tôi là con dâu miền Trung. Vợ chồng tôi tặng 200 tỷ làm cơ sở hạ tầng đường xá, trường học, trung tâm thể dục thể thao, bao nhiêu công trình và cái trường chuyên ở Quang Trung, anh Dũng xây, Lê Quý Đôn, bao nhiêu công trình chúng tôi làm. Và cái câu chuyện xảy ra từ 3 tỷ 8, tôi 3 tỷ 2, ông thầy Tuệ Hải 600 triệu là 3 tỷ 8, đưa cho thằng Võ Hoàng Yên đi miền Trung cứu lũ lụt. Nghe cho rõ giùm tôi. Người hỏi là tôi phải bỏ đồng nào cho miền Trung, phải đi khai báo sao? Bây giờ nói thì tôi nói cho anh nghe, đi làm từ thiện mà đi khoe thì không phải làm từ thiện. Nó từ cái tâm mình làm, trời biết, đất biết, lương tâm mình biết, không cần đánh bóng. Bởi vì tôi làm bao nhiêu năm có ai biết đâu. Vì vừa rồi xảy ra cái drama đó, nó bao nhiêu người đi lục ra bao nhiêu hình ảnh mà tôi xem tôi còn ngạc nhiên là tại sao người ta có hình ảnh của tôi nữa mà.